thấy được cái gì khác biệt chứ? Xem cái gì khác biệt thì vấn đề nào nhìn trong ba cái đó nó sẽ có cái khác biệt, nhưng ở tìm được cái sự khác biệt của nó là con này nó bị áp suất, nó áp suất thấp. Con này nó áp suất thấp, đo được cả áp suất cũng trên không. Con này thì nó rất cao, không không đo được cái áp suất trên không. Con này thì tổng hợp của hai con này, cả thấp cả cao. Hai con này, ba con này, nếu như khi có kinh nghiệm đều dùng được như nhau. Nhưng nếu như để mà dùng chính xác, đây là có, đây là mình nói nhau giống như một phần giải và chính xác thì con này nó sẽ chỉ cho phép là từ đây từ 1 đến 250. Khi mình làm tủ lạnh thì mình hay dùng vùng nhỏ này, nó chưa áp suất nhỏ, tức là cái quãng đường nhỏ. Đấy. Còn nếu như khi mình dùng về điều hòa, nếu mình dùng về điều hòa thì mình dùng cái này cũng vẫn là được, nhưng nó không thể tốt được cái này. Không thể tốt như bình thường, như cái nó chịu áp lực cao hơn ngực lén đúng không? Đấy thì nó cũng chia nhỏ, cái này nó cũng sẽ chia nhỏ, nhưng với người mới có kinh nghiệm rồi thì chỉ nhìn qua là biết, nhưng với người mà mới chút vào nghề thì thực sự là rất là khó khăn đúng không? Vì mới chút nghề thì bao giờ người ta chia sẻ số nhỏ thì nó sẽ nhìn nó sẽ dễ hơn và người ta xác định nó dễ hơn, và với cái đầu mùa này thì mình để chia áp suất thì mình nhìn nó rất là khó. Nếu mình mới là một đứa này đúng không? Đấy, mà nhìn cái này nó sẽ khó thì nhìn cái này, hoặc cái áp suất của người ta cũng phải đo vào đây cái đồng hồ này thì nó cũng đúng, cũng giải cũng đây, những ví dụ đây từ 1 đây đến 50, đây cũng từ 1 đến 50, nhưng mình chia cái vạch này, ví dụ đây nó sẽ là 20, nhưng mà 20 nó chỉ ngay đây thôi. Đấy, 20 mình 20 ở đây chưa đạt 20, nhưng mà thực chất ra nó cứ đạt đến 30 rồi. Đấy thì cái thông số giữa các cái này thì nó dựa vào cái mình đã được học phải trải nghiệm. Nhìn trên này là một phần, nhưng khi mình ra ngoài là một cái để trải nghiệm khác nhau. Còn mọi người muốn nhìn này ai chả được, nhưng mà thực chất tự cô nói câu làm được thì nó cả một vấn đề, làm được để dùng được hay làm được hay là làm cho nó xong là thì nó cả cái khác nhau hoàn toàn đúng không? Thì việc em cứ để cho anh đầu ra và em giải em hiểu như nào, em giải quyết ra đấy ra sách ra xong tí sẽ tổng hợp lại cho em ba cái nhé. Tổng hợp nó ra đi thì khi làm cái gì cũng phải có một cái chi tiết giải thích từng cái một, cái coi như là đầu số 1 này, số 2, số 3 thì cái số 1 này nó khác ở cái gì, ở số 2 khác cái gì, ở số 3 khác ở cái gì, thì khi xong mình kết luận lại để có một cái kết luận chung, mình không ngó soi ra ngoài, mình đi làm gặp phải một số đồng hồ mà mình không biết sử dụng như thế nào, vì nó ra một cái số tính năng mới, nhưng mình biết mình tổng hợp lại rồi thì con nào cũng sẽ giải quyết được, không gì khó cả.
Đưa ra đi xong em phân tích cho.
xong hết chưa? Vẽ được xong hết chưa? Cứ nghiên cứu qua đi. Xuống thấp đồng hồ này có thể hỗ trợ không được, và đồng hồ này anh cũng sử dụng hỗ trợ không được, và đồng hồ này cũng có thể dùng hỗ trợ không được. Tất cả khi người ta làm ba dụng bệnh là về hòa hạn đây là một hỗ trợ không. Đây là vì kịch kinh, nếu như hỗ trợ không hút đồng hồ là cũng được, vì thường nó khi nó về kịch sẽ về dưới không đây, chứ không phải đồng hồ này mà đồng hồ này không hút được, trong ba đồng hồ này hỗ trợ không được. Nhưng mà anh đã chia sẻ là cái này nó nhỏ, nó chia nhỏ ra. Nếu như làm bằng tủ lạnh mình làm đồ người dễ làm và làm nó sẽ chuẩn hơn, ví dụ là lào cao của bạn đấy, còn lào cao mà điều hòa cũng được. Sau này em sẽ hiểu là tại sao dùng nó tốt và dùng nó không tốt đấy, thì nó về là từ phần một cái áp suất. Khi ví dụ một cái thằng điều hòa bây giờ một cái thằng điều hòa này, mức áp suất của nó phải lên tầm khoảng 300 hoặc 350 hoặc lên đến 500 vệ sinh, đây gọi là vệ sinh, nhìn trong này gọi là có bé đi gọi là vệ sinh. Nó sẽ khi nó ngắt đồng hồ nó sẽ phải đẩy lên đây kim này kim đến 500 vệ sinh chẳng hạn, thì cái đồng hồ này không đủ áp suất để chịu đựng được, nó sẽ dẫn đến hỏng đồng hồ. Nên tại sao nếu khi dùng thì sau này khi kết dùng thì mình có thể mua cái đồng hồ này, mình sẽ dùng thay cả cái đồng hồ này, mình dùng cả áp suất lớn áp suất nhỏ đấy. Nhưng khi bằng tủ lạnh thì áp suất ngắt của nó chỉ đạt đến 250 hoặc đến 300 là cùng, đấy là cái áp suất ngắt đấy. Thì mình dùng một cái đồng hồ con này là có thể dùng được đấy. Nhưng có nhiều con tủ lạnh khi ngắt nó vẫn phải lên 350 thì mình dùng này đồng hồ này là không phù hợp đấy. Mình nên một cái gì nó phù hợp để mình hiểu là cái này cái có phù hợp hay không phù hợp, và cái định mức này ngắt này chia to nhỏ này thì đa số mình lên về xin này, và mình chia nhỏ không, mình chỉ dùng cái áp suất ngắt mèo bên ngoài nhá, chứ mình không dùng những cái chỉ số phần trăm bên trong này, mình không dùng đấy. Đấy, nên mình không cần quan tâm những cái chỉ số trong tất cả các con này đều vậy, mình dùng nó chỉ số mà. Ví dụ như mình như vậy nói chẳng là mình muốn làm ga nó chỉ lên 10 là xin thôi, nhưng cái này mình phải chia nhỏ à, đây là 10 nó nhỏ nó dễ nhìn, nhưng cái này 10 thì em vạch như thế nào để cho được 10 đấy, đúng không? Nó chỉ hơi ít kinh nghiệm đã là 10 rồi, thì với những cái kinh nghiệm của em chưa có thì em không thể dùng được mà làm được, nó rất khó làm. Nhưng khi mà sau này khi có thể khi lúc em làm cách không cần dùng đồng hồ nữa, mà em chỉ dùng một cái đồng hồ dòng này, em cảm nhận em sẽ tự em sẽ hiểu à đây đồng hồ dòng là nó là đạt ok. Có những trường hợp đi nếu đồng hồ hỏng rồi thì mình có gõ khác để dùng, nhưng cứ không có đồng hồ này thì chết, không đồng hồ thì phải dùng mũi dây không dùng được. Khi nhiệt độ có đủ nó sẽ biết, nên khi mình làm nhiều nó có kinh nghiệm nó sẽ báo à cái này như thế này là đủ, như này thừa như này thiếu ấy, nên đấy cần một cái thời gian để em chỉnh có thể máy để về đồng hồ để mình khi đồng hồ áp suất đấy đâu áp suất cao và đồng hồ là đo áp suất thấp đấy, và đây là cái đồng hồ này là đo áp suất cao. Mình hiểu như thế này là biết à đây từ 1500 áp suất cao, thế sau này ra ngoài nó không ký hiệu bằng cái nhiều đồng hồ mới thì nó sẽ không ký hiệu bằng cái là 500 nữa, nó chỉ đưa ví dụ là min này, normal này, max, thì mình phải hiểu là như thế nào. Min này nhỏ nó cũng có những cái mà chia nhưng nó không chia số thì nó chỉ chia các cái bạch như này, và đây là normal. Nó hoàn là gì? Chuẩn của nó, chuẩn ví dụ nó cứ chuẩn với cái máy này, không chuẩn với thằng này, thì đấy là nhờ đến kinh nghiệm. Nhưng mình phải nhìn, mình phải hiểu được là mặc đo được tốt, đo cái lớn nhất, còn mình này đo cái nhỏ nhất, nó hoàn là một độ trung bình. Nên mình hiểu đơn giản như vậy, ở ba cái đồng hồ cũng vậy thôi. Và khi đồng hồ lên, mình sẽ đọc là ví dụ
kim này nó chỉ bằng 30 thì nghĩa rằng là 30 vệ sinh, và kim chỉ 80 thì đọc 80 vệ sinh. Tất cả các đồng hồ đều đọc với nhau về cả đồng hồ đo áp suất này, và còn con nào ứng dụng như thế nào thì mình sẽ ứng dụng trên máy. Ví dụ mình anh đo ga trong cái ông ga được bao nhiêu, ví dụ ga nó phải được khoảng 80, còn bây giờ ga chỉ được 40 thì không nhận lại được, nếu áp dụng vào đồng hồ điều hòa thì nó sẽ không nhận lại được con. Thì bản thân đầu tiên em phải biết sử dụng được cái đồng hồ thành thạo, và cái bản thân thứ hai là em phải biết sử dụng được cái đồng hồ đo điện này. Đấy. Bây giờ sẽ được chẳng đo, một là đo điện trước, hai là đo thu nguồn và đo tụ 12V. Nên tầng dưới bảo nhé, lên tầng dưới bảo mang cả cái đồng hồ mới sách cái cặp của em lên đây nhé, tức là sách cả cặp đồ của em lên trên này, bỏ vật tư dưới thôi, không lên tầng dưới nhà thì được, mang cả cái mỏ hàn nhá, mang cả mỏ hàn mới lên đây, thiết các thứ lên đây nhá. Ừ, đấy sẽ là mạch. Di rút ra trên mặt nó sẽ loạt tín hiệu là hình là dương này được, và bên này âm, bên này lúc nào là phải đánh dấu này nó sẽ âm, từ khi trước ngày thì đây âm này, và dương này, tập thông số đây, tập thông số này, 4.7000, đấy đây những dòng tụ này nó sẽ ký hiệu này, thì nó chính là tụ một chiều, còn ở trên đây mình sẽ tụ này 1.5 mikrofa này. Dòng điện 275V này. Đấy, nó sẽ có ghi. Nếu nó dòng điện xoay chiều thì chắc chắn là tụ hiệu. Có ghi thì đầy đủ thì anh có thể cắm chiều nào cũng được, xoay chiều thoải mái. Như riêng dòng này bắt buộc phải cắm như này. Đây, âm dương này các bắt buộc cắm này, chứ không được cắm kiểu này. Cắm đúng chiều. Đấy, nếu cắm đúng chiều sẽ lùng. Đấy. Còn nếu mà cái đo tụ này bao nhiêu thì nó có đồng hồ. Đồng hồ này của anh không đo được. Đồng hồ chuyên dụng đo tụ đặt sang về đang lò ép farad của nó nên sẽ đo được nó. Ví dụ con này là bao nhiêu 4.7 mikrofarad thì nó trên một độ chế 4.7 mikrofarad. Còn cái dòng tụ này để thử dòng tụ xoay chiều này để thử đo thì có đồng hồ đo thì sẽ đo được, nếu mà mình không có đồng hồ đấy là trường hợp không có đồng hồ. Ví dụ nhà khách anh không có đồng hồ thì luôn thử xem nó sống chết khỏe nào dòng tụ xoay chiều này.